Chào quý vị đang đến với chương trình Luật sư của Doanh nghiệp được phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VTV. Thưa quý vị, tổng số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường chỉ tính riêng trong tháng 3 năm 2020 là 6.553 doanh nghiệp, tăng 55,5% so với cùng kỳ năm 2019. Tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong quý 1 năm 2020 giảm 23,3% so với cùng kỳ năm 2019. Những con số thống kê tình hình doanh nghiệp trong 3 tháng đầu năm 2020 cho thấy sự bùng phát của dịch bệnh COVID-19 trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đã ảnh hưởng toàn diện đến mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội. Trong đó, cộng đồng doanh nghiệp là một trong những đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề. Ứng phó với dịch bệnh, vực dậy doanh nghiệp là những việc làm trọng tâm hiện nay của chính phủ. Nhiều giải pháp được đưa ra, nhiều gói cứu trợ đã được chính phủ cam kết, cùng với việc tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh trong nước, trong đó có việc rà soát tổng hợp các quy định của pháp luật cụ thể gây cản trở vướng mắc cho sản xuất kinh doanh để kịp thời ứng phó và giảm thiểu tác động của dịch COVID-19 đến nền kinh tế. Tiếp tục về đề tài môi trường kinh doanh, chương trình Luật sư Doanh nghiệp tuần này phần 2 sẽ tập trung phân tích tầm quan trọng của cải cách luật. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, ngày 28 tháng 3 vừa qua, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã chủ trì cuộc họp lần thứ nhất của Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ về việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật. Trong đó, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, việc phát hiện bằng được đồng thời chỉ ra những mâu thuẫn, sự chồng chéo, thiếu đồng bộ của hệ thống pháp luật hiện hành. Các kiến nghị cải cách thể chế cần đề xuất cụ thể việc sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật với mục tiêu là khơi dậy các động lực cho sự phát triển của kinh tế xã hội đất nước. Đây là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, ưu tiên thực hiện có hiệu quả và kết quả ngay. Điều này cho thấy chính phủ vẫn đặc biệt quan tâm đến việc cải thiện môi trường kinh doanh, gỡ khó cho doanh nghiệp. Nhưng thực tế cho thấy, việc cải thiện môi trường kinh doanh phải đi từ gốc, đó là sửa đổi và cải cách các luật, trong đó pháp luật kinh doanh gắn liền với hai bộ luật là Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp. Theo số liệu từ Cơ sở Dữ liệu Quốc gia về Đăng ký Doanh nghiệp, trong tháng 3 năm 2020, số doanh nghiệp thành lập mới là 12.272 doanh nghiệp, giảm 1,6% về số doanh nghiệp so với cùng kỳ năm 2019. Bên cạnh đó, các số liệu khác về tình hình đăng ký kinh doanh trong tháng 3 năm 2020 cho thấy sự ảnh hưởng rõ nét của nền kinh tế. Cụ thể, số lao động đăng ký của doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 3 năm 2020 là 86.184 người, giảm 43,9% so với cùng kỳ năm 2019, đối nghịch với mức tăng đột biến gần 123% của tháng 3 năm 2019 so với cùng kỳ năm 2018. Tổng số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường trong tháng 3 năm 2020 là 6.553 doanh nghiệp, tăng 55,5% so với cùng kỳ năm 2019, trong đó bao gồm 2.452 doanh nghiệp đăng ký tạm thời ngừng kinh doanh có thời hạn, tăng 78,6% so với cùng kỳ năm 2019. 2.785 doanh nghiệp chờ hoàn thành thủ tục giải thể, tăng 48% so với cùng kỳ năm 2019. 1.316 doanh nghiệp đã hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 37,1% so với cùng kỳ năm 2019. Những con số thống kê cho thấy sự bùng phát của dịch bệnh COVID-19 trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đã ảnh hưởng đến toàn diện mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội. Trong đó, cộng đồng doanh nghiệp là một trong những đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Ứng phó với dịch bệnh, vực dậy doanh nghiệp là những việc làm trọng tâm hiện nay của chính phủ. Nhiều giải pháp được đưa ra, nhiều gói cứu trợ đã được chính phủ cam kết, cùng với việc tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh trong nước. Trong đó có việc rà soát, tổng hợp các quy định của pháp luật gây cản trở vướng mắc cho sản xuất kinh doanh, để kịp thời ứng phó và giảm thiểu tác động của dịch COVID-19 đến nền kinh tế. Rõ ràng, gói cứu trợ có lớn đến đâu, nhưng nếu môi trường kinh doanh không thực sự thuận lợi, thì cũng không thể giúp doanh nghiệp hoạt động hiệu quả được. Chính vì vậy, việc sửa đổi và cải cách luật cũng vô cùng cấp thiết. Và sau hơn 4 năm thi hành Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư, thì cả hai luật đã bộc lộ nhiều khuyết điểm gây cản trở cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, cũng như môi trường kinh doanh của Việt Nam. Thì có thể nói là ngoài những cái tác động tích cực, thì cũng phát hiện thấy rằng là có nhiều vấn đề mà vẫn có thể tiếp tục sửa đổi. Để trong cái gọi là trong cái không khí cũng như cái nỗ lực và cái quyết tâm về cải thiện môi trường kinh doanh với một cái thông điệp là bất cập
ở đâu thì sửa ngay. Chứ không nhất thiết như ngày xưa chúng ta có cái quan điểm là đôi khi luật phải đợi 5 năm hoặc 7 năm mới tiến hành đánh giá rà soát. Và như vậy thì chúng ta hình dung trong cái câu chuyện này là quyết tâm của chính phủ là phát hiện kịp thời và tháo gỡ mọi rào cản cho hoạt động kinh tế tư nhân. Thì chính vì vậy mà việc rà soát đánh giá tổng kết hàng năm đối với lại các cái luật được ban hành là được thực hiện. Doanh nghiệp khó khăn ở thời điểm hiện tại là điều thấy rõ. Nhưng bản chất của những khó khăn cho doanh nghiệp trong suốt thời gian dài khi không có dịch bệnh thì cần phải nhắc đến những khó khăn đến từ hệ thống quy định của pháp luật. Chính vì vậy, nhiều chuyên gia đã khẳng định sửa luật đầu tư để nâng cao chất lượng, hiệu quả thu hút nguồn đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài. Đó là mục tiêu cần phải thực hiện rốt ráo, bởi nếu luật không được sửa thì sẽ không khó để tìm thấy những hòn đá tảng chắn ngang đường kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp. Nhưng mà tôi muốn nói rằng là nếu như quy định theo như dự thảo luật mà ông quy định ngay cái mà trung tâm R&D mà quy định 6.000 tỷ là khoảng là bao nhiêu? Hơn 240 triệu đô la hay là quy định là 30.000 tỷ cho dự án công nghệ cao là khoảng 1 tỷ 3, tỷ 4 đô la thì đấy, cả 6 tháng vừa rồi là cả tất cả các ngành không có thằng nào quá 300 triệu đô la mà ông quy định như vậy là hoàn toàn ông không thực tế gì nào cả. Đấy, cho nên phải xuất phát từ thực tế đấy để mà có những quy định thích hợp với cái mà đầu tư vào Việt Nam. Ví dụ như thời gian vừa rồi tôi vẫn rất là băn khoăn về việc là các doanh nghiệp họ thực hiện các hoạt động đầu tư doanh nghiệp nước ngoài, họ thực hiện các hoạt động mua bán hàng hóa Việt Nam. Các điều kiện của nó cũng tương đối cơ bản được thể hiện trên cổng thông tin quốc gia. Tuy nhiên trên thực tế khi thực hiện thì bây giờ vẫn phải thông qua Bộ Công Thương hay là chưa thông qua Bộ Công Thương hay chỉ đơn giản là ở sở quy hoạch đầu tư thôi. Chính phủ những năm qua đều kêu gọi và đặt mục tiêu cải thiện môi trường kinh doanh. Cũng đã có những kết quả đạt được. Tuy nhiên có rất nhiều xung đột pháp luật. Việc chồng chéo luật sẽ dẫn đến nhiều hệ quả khiến doanh nghiệp và nhà đầu tư phải thực hiện nhiều thủ tục hành chính lặp lại, đi lại mất thời gian, nộp nhiều hồ sơ, chi phí giao dịch tốn kém, tiếp nhiều đoàn thanh kiểm tra, đình trệ hoạt động, rủi ro, nguy cơ vi phạm pháp luật. Do vậy, việc cải thiện môi trường kinh doanh phải đi từ gốc, đó là sửa đổi và cải cách các luật. Trong đó, pháp luật kinh doanh gắn liền với hai bộ luật là luật đầu tư và luật doanh nghiệp. Có thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh, thay đổi cả hình thức của doanh nghiệp từ trách nhiệm hữu hạn sang cổ phần. Thì chúng tôi làm hồ sơ thì tôi thấy phải ký rất nhiều các loại hồ sơ. Mà tôi chẳng biết là nếu hồ sơ đó để mà tôi đọc thì tôi cũng rất là mất thời gian. Tôi không biết là tôi ký vào để giải quyết các vấn đề gì khi mà cả một đống hồ sơ đi nộp lên cơ quan nhà nước không biết có ai xem không. Ai là người xem, ai là người kiểm soát cái hồ sơ đó nó đúng sai hay như thế nào. Đấy, thực sự là rất là phiền phức. Thì chúng tôi làm mất tới hơn một tháng trời mới nhận được xong xuôi cái quyết định cuối cùng là mới chuyển xong. Mà hơn một tháng trời chỉ việc cái việc là chuyển hình thức doanh nghiệp thôi. Đó, xong rồi đủ các thể loại, chuyển bảo hiểm, chuyển thông báo thuế rồi các thể loại. Tôi thấy nó rất là mất thời gian. Tại sao những cái đó không phải là một cửa để cho doanh nghiệp phải đợi, trong khi hơn một tháng trời là rất nhiều cái chúng tôi đang diễn ra. Thì cái việc mà đăng ký ngành nghề kinh doanh hay không thì nó có hai ý nghĩa. Nhất pháp lý, thứ hai là để cho tiếp cận sử dụng trên thực tế. Về mặt pháp lý thì quy định như thế này thì không khác gì nhiều xong trước kia tự do kinh doanh, nhưng vẫn cứ phải thông báo, phải làm đầy đủ thủ tục, vẫn phải khai báo ngành cấp 4, không khác gì cũ, chỉ khác là thông tin trên đấy. Thế thì thực sự là tự do kinh doanh là muốn làm gì thì người ta làm, còn hóa đơn chứng từ tài chính xuất nhập khẩu nộp thuế như nào đấy là hoàn toàn không liên quan đến kinh doanh. Thế còn những người mà giao dịch khách hàng, người ta cũng không cần quan tâm là anh được kinh doanh cái gì hay không, vì về nguyên tắc của kinh doanh. Ngược lại, cái phần mà kinh doanh có điều kiện đấy thì không thể bỏ như hiện nay, mà cần phải đưa giấy nhận đăng ký kinh doanh để tất cả mọi người nhìn vào biết rằng anh đang kinh doanh cái ngành nghề có điều kiện. Còn điều kiện thế nào thì luật lại quy định phải đáp ứng được, phải hoàn thiện được thì mới được bắt tay vào kinh doanh. Còn như bây giờ ấy, thì cái cần quy định thì lại không quy định, còn cái hoàn toàn không cần thiết đưa ra thì lại vẫn cứ bắt doanh nghiệp làm thủ tục, vẫn cứ phức tạp, vẫn khó khăn. Nói chung là không khác gì ngày xưa nhiều. Là việc cái vấn đề rất là vướng tại các địa phương là lựa chọn nhà đầu tư thông qua đấu giá đất, đấu thầu dự án có gắn với quyền sử dụng đất,
cái này sự xung đột giữa cái luật đất đai, luật đấu thầu, luật đầu tư. Cho nên là cũng hai cũng quy định rõ một cái mảnh đất nó phải thực hiện đấu thầu hay đấu giá. Cho nên hiện nay một số địa phương là chắc đang thực hiện cả hai. Chính vì vậy mà nó tạo ra một cái thủ tục nó kích khủng cho một số địa phương. Thì cái này cơ quan chính quyền địa phương cũng kêu, các nhà đầu tư cũng kêu rất là nhiều. Bên cạnh đó, theo quy định của luật đầu tư thì ngành nghề kinh doanh có điều kiện phân làm hai nhóm. Thứ nhất, có giấy phép kinh doanh, doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện kinh doanh trong suốt quá trình hoạt động và phải được cấp phép trước khi hoạt động. Thứ hai, không cần giấy phép kinh doanh, doanh nghiệp phải đáp ứng điều kiện kinh doanh trong suốt quá trình hoạt động, nhưng không phải xin cấp phép trước khi hoạt động. Vì vậy, quy định về hồ sơ, thủ tục hành chính là không thích hợp với trường hợp thứ hai. Cũng cần phải cân nhắc việc quy định về thời hạn có hiệu lực của đầu tư kinh doanh các ngành nghề có điều kiện. Vì quy định như vậy có nghĩa là khi hết thời hạn quy định tại giấy phép kinh doanh, doanh nghiệp lại phải xin thủ tục gia hạn. Anh chị nhìn vào hệ thống cấp điều kiện kinh doanh, giấy phép hiện nay phổ biến cấp ở thời hạn 5 năm. Sau khi 5 năm, phần lớn các giấy phép phải xin cấp lại. Tôi khẳng định với anh chị là cái việc anh cấp lại có được hay không? Mặc dù đang có giấy phép, sau 5 năm xin cấp lại có được hay không lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Thế như vậy, nếu như doanh nghiệp không xin lại được cấp phép thì toàn bộ cái đầu tư trong 5 năm trước của họ thì ra sao ạ? Thì ai dám đầu tư tiếp? Họ chẳng làm gì nhưng phải xin một bộ hồ sơ và xin cấp lại giấy phép. Thực tế, tình hình doanh nghiệp trong tháng 3 năm 2020 cho thấy, nếu so sánh tỷ lệ gia tăng doanh nghiệp của tháng 3 năm 2019 so với cùng kỳ năm 2018, tăng đến 54,3% về số doanh nghiệp và 57,9% về số vốn đăng ký, cho thấy tinh thần khởi sự kinh doanh của doanh nghiệp thời điểm này đã và đang bị ảnh hưởng đáng kể. Do vậy, nếu đã không thể giải quyết được tận gốc, những nhà làm luật không thể theo sát vấn đề cải cách và đi từ nền tảng chính là các bộ luật, thì những cải cách từ trước đến giờ cũng chỉ là những cải cách mang tính bề nổi. Có thể nói rằng là xét về lịch sử thì mỗi một lần sửa đổi luật doanh nghiệp thì đều tạo ra một cái bước ngoặt trong cái gọi là cải thiện về môi trường kinh doanh. Lần sửa đổi luật doanh nghiệp năm 2015 cũng tương tự như vậy, cũng đã tạo ra một cái bước tiến rất lớn trong cái việc đơn giản hóa cái thủ tục về gia nhập thị trường, và đặc biệt là cái việc nâng cao cái chỉ số về bảo vệ nhà đầu tư, tức là thúc đẩy quản trị tốt khi mà sửa luật doanh nghiệp năm 2014. Thế tuy nhiên, cho đánh giá đến nay thì khi mà xem xét lại thì những cái cải cách của luật 2014 và sau 3 năm áp dụng, đặc biệt liên quan đến cái thủ tục về gia nhập thị trường, thì thấy rằng vẫn tiếp tục có thể được cải cách theo cái hướng đơn giản hóa và thuận lợi hơn. Và như vậy thì đánh giá tổng thể toàn diện cái luật doanh nghiệp 2014 thì lần này sửa đổi sẽ tập trung chủ yếu vào cái quy trình về gia nhập thị trường, và theo đó thì sẽ xóa bỏ những cái thủ tục hành chính không còn cần thiết. Với những gì ghi nhận được thì cũng chỉ là một phần rất nhỏ những rào cản và vướng mắc mà doanh nghiệp gặp phải trong quá trình kinh doanh mà do quy định của pháp luật gây ra. Do vậy, việc sửa đổi luật, tạo sự minh bạch và cải thiện môi trường kinh doanh là việc làm không kém phần quan trọng trong bối cảnh kinh tế hiện nay. Sửa luật là cần thiết, nhưng vấn đề là sửa như thế nào, sửa dựa trên cái gì? Đó có lẽ là những câu hỏi thường trực cho những người làm luật. Bởi nếu sửa luật nhưng không dựa vào nhu cầu thực tiễn thì chắc chắn việc sửa đổi cũng sẽ không có được kết quả như mong muốn. Mời quý vị đến với chung ý kiến mà chúng tôi ghi nhận được. Yêu cầu xóa bỏ những cái rào cản, những cái hạn chế trong quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam, tạo cái cơ sở pháp lý cho cái việc cải thiện môi trường kinh doanh từ hướng ngày càng hoàn thiện hơn, tăng cường tính minh bạch, tính bình đẳng giữa các nhà đầu tư, giữa các doanh nghiệp của các thành phần kinh tế khác nhau. Điều đầu tiên của chúng tôi vẫn là mong muốn một cái luật doanh nghiệp mà ở đó doanh nghiệp thành lập, doanh nghiệp rút khỏi thị trường một cách nhanh chóng nhất và với ít tốn kém nhất. Là cái mà đầu tiên. Cái thứ hai cũng thể nói đến cái nội dung quan trọng của luật doanh nghiệp, đó là hướng đến cái sự phát triển lâu dài, sự phát triển bền vững của mỗi doanh nghiệp thông qua cái gọi là thúc đẩy cái gọi là quản trị doanh nghiệp thôi. Chúng ta cứ mong muốn là thay đổi, là cải tiến, thế nhưng mà
còn quá nhiều cái quy định bất cập mà không mạnh dạn sửa đổi, cái dự thảo này cũng không hề đưa ra, không phải là hai thậm chí còn là ba lần. Khi mà đăng ký kinh doanh làm đầy đủ thủ tục rồi, đầy đủ nội dung rồi, cũng ở một cơ quan đấy thì đã thu tiền rồi, tiếp tục lại phải công bố cái thông tin đăng ký kinh doanh đấy cũng ở cái cơ quan, vẫn nội dung vẫn trình tự thủ tục như thế thì lại bắt làm hai lần và thu tiền hai lần. Chưa nói là sau khi làm mã số thuế xong còn phải quay trở lại thông báo thì có khi lại mất tiền nữa, rồi con dấu lại thông báo phải lại mất tiền nữa. Thì đấy là những cái thủ tục hoàn toàn cần thiết, tôi cho rằng đã là một cửa, đã là cải tiến đơn giản hóa thì dồn tất cả vào làm một lần, và mức độ thu có thể là nhiều có thể ít nhưng nó hợp lý. Còn như bây giờ vậy thì là cứ xé lẻ ra để thu rất nhiều và doanh nghiệp phải làm rất nhiều thủ tục, rất nhiều thời gian. Cái điều quan trọng nhất mà tôi muốn nhấn mạnh lại rằng tôi mong rằng cái việc sửa đổi luật đầu tư và luật doanh nghiệp mới không phải là những chỉnh trang sửa đổi một số cái điều khoản cụ thể, mà cần phải có những cái sửa đổi căn bản và tạo nên những bước đột phá. Một cơ quan độc lập như này họ sẽ có cái nhìn rất là khách quan. Họ không đứng về phía cơ quan nhà nước hay là phía doanh nghiệp hay là phía người dân. Họ đứng với góc độ nhìn rất là độc lập. Thì họ sẽ đánh giá cái vấn đề nó khách quan hơn. Và cái đó họ chỉ biết phản ánh thôi. Còn phía điều chỉnh nhà nước phải nhìn vào đó để mà đánh giá. Bởi vì họ nhìn dưới góc độ khác. Đấy, thì nhìn vào đó họ có thể, nhà nước có thể đưa ra những cái chính sách căn chỉnh. Là phải cải cách đủ mạnh, đủ lớn. Thế còn mà muốn cải cách đủ mạnh, đủ lớn như thế thì không nên chờ các bộ là kiến nghị. Vì họ không bao giờ kiến nghị để thay đổi đủ lớn. Họ chỉ kiến nghị bỏ những thứ không đưa lại lợi ích họ. Tôi có thể lấy một ví dụ cụ thể. Năm ngoái, chính phủ đã có sáng kiến về chương trình hành động cắt giảm các thủ tục hành chính cho các doanh nghiệp khi gia nhập thị trường, khi hoạt động kinh doanh, quản trị, điều hành doanh nghiệp trong thị trường. Thực tế cũng đã có nhiều chuyển biến được ghi nhận ở một số bộ trong việc cắt giảm được một số lượng khá các quy định của pháp luật do các bộ phụ trách. Đó thực sự là một tín hiệu tích cực trong việc cải thiện môi trường kinh doanh. Tuy nhiên, cũng cần phải thấy rằng mỗi bộ ngành sẽ có một cách tiếp cận riêng biệt về quy định và luật lệ. Trong khi đó thì chính phủ lại cần phải có một cách tiếp cận chung nhất để thấy được cái gì sẽ là chuỗi giá trị mà các quy định có thể mang lại cho các doanh nghiệp và cái gì là cái mà doanh nghiệp cần phải vượt qua. Và từ năm 2018 trở lại đây thì có dường như thấy có một cái xu hướng chững lại và làm theo yêu cầu, làm theo cái áp lực hơn là làm theo cái động lực thực sự vì cải cách, vì doanh nghiệp. Chính vì thế mà có những cái cải cách của chúng ta nó mang tính chất hình thức, không thực chất, hoặc thậm chí có những cái thay đổi mà đi ngược với cải cách và đi ngược lại với những chỉ đạo của chính phủ. Chính vì vậy mà để có được những cái thay đổi một cách thực chất cho doanh nghiệp thì cần phải có cái tư duy của cơ quan quản lý nhà nước cũng như các bộ ngành. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Luật sư Doanh nghiệp tuần này. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý vị có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình kinh tế tài chính VITV. Xin kính chào và hẹn gặp lại.